Bây giờ chúng ta còn 3 bàn và sẽ có 30 giây. Chuẩn bị cách 300 mét, chú ý. Trường Giang, em làm mẫu nha. À bé áo vàng, bé số 7 á, đi hát karaoke bình thường. Chuẩn bị cách 200 mét, chú ý. Chuẩn bị cách 150 mét, chú ý. Hỏi đi, hỏi gì cũng được, hỏi tại tôi thích. Hỏi có 30 giây thôi đó. Bạn số 1, bạn làm nghề gì? Dạ em đi học.